lại. Dòng sông đã ra đi, làm sao về chốn cũ? Nào nước rời xa, không thể yêu những cơn buồn. Áng mây trên đầu, không thể ngừng trôi. Còn đâu miền dương gian khi hoa tan mặt trời, bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối. Đã có sông sâu, không thể thiếu những suối nguồn. Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu. Xua tan đi bao nỗi mong nhớ, vẫn phải yêu thương, có thể rộng mơ, bóng mây buồn sâu, có thể lìa tan. Và điều này thật rộn ràng êm ta sẽ không còn đêm tối. Đã có sông sâu, không thể thiếu những suối nguồn. Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu. Gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ, vòng tay yêu thương có thể rộng mơ, bóng mây buồn sâu có thể lìa tan. Và điều này thật rộn ràng êm ái, một ngày mai chúng ta sẽ hân hoan đón Chứ Toàn không ngờ luôn, một bạn nhỏ như vậy mà lại chọn một bài hát rồi có một cái phong cách hát rất là lạ. Thiên Nga, năm nay con mấy tuổi? Dạ năm nay con 10 tuổi. Con cao 1 mét mấy?
Dạ không, 1m6. Vẫn còn thấp hơn chú Toàn 3 phân. Năm sau con mới cao hơn. Rồi, bây giờ chú Toàn muốn hỏi nè, với bài không thể và có thể, nó mênh mang lắm. Thế thì ở lứa tuổi con, tại sao con lại chọn bài này? Dạ, bài này con thích là cái sự lưu trai, cái sự phiêu du của nó. Và cái ý nghĩa của bài không thể và có thể là chúng ta không có thể làm được gì thì chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Và có thể là chúng ta đã thành công thì chúng ta vẫn phải cố gắng hơn nữa. Dạ đúng rồi. Hay quá, tóm lại cái bài này ý nghĩa là phải cố gắng hơn nữa. Dạ đúng rồi. Quan trọng là các cô chú ở dưới cảm nhận như thế nào về phần trình diễn của Thiên Nga trong đêm nay. Thiên Nga, con đẹp như Thiên Nga, tóc con buông buông dài. Chuẩn bị đi về anh. Không biết sao giờ này hả? Thích hát ghê gì đó. Không mấy mình dành cho một số cho phụ huynh. Đi tham gia luôn. Thiên Nga ơi, 10 tuổi mà sao cái giọng con nó rất là trưởng thành luôn. Con thu hút cô ở cái ánh nhìn khi mà cô nghe con hát. Cái giọng hát con nó rất là nội lực. Cô hơi bất ngờ thì bị mất có 10 tuổi thôi. Vóc dáng của con, chiều cao của con, gương mặt của con một lần nữa cộng thêm điểm cho con. Con sẽ là một tài năng có một cái tương lai rất là sáng sau này. Thiên Nga con ơi, cái tên con đẹp nè, vóc dáng con đẹp nè, con hát cũng đẹp nè, con đứng trên sân khấu cũng đẹp nữa. Có thể nói là con làm cho chú rất là bất ngờ bởi cái giọng hát nội lực của con. Những cái sân khấu như vậy là cái nơi để mà con sẽ thêm một lần nữa mình có thật nhiều kinh nghiệm chuẩn bị cho hành trang sắp tới của mình nữa. Ở đây thì chú chỉ mong muốn rằng là cái phần đầu con có thể con hát như vậy, phần thứ hai con có thể con hát khác đi một chút xíu. Chú nghĩ rằng là con sẽ thành công hơn nữa. Chú thích một chút gì đó sự hồn nhiên hơn. Con đừng có cố gắng diễn là giống như là mình là một ca sĩ chuyên nghiệp hay là mình là một cái người lớn. Con hãy diễn đúng cái độ tuổi của con thì chú hoặc là những khán giả khác sẽ thích hơn. Tại vì con mới có 10 tuổi thôi mà. Cảm ơn con. Trời, cho con cả thanh lẫn cả sắc luôn. Con sở hữu một cái giọng hát alto rất dày. Và những câu hát đầu tiên của con ở dưới đây, con phải nói wow, con bé này nó hát cái giọng nó kinh khủng vậy. Bất ngờ đúng không? Rất là bất ngờ. Mà con nghĩ là con còn đang rất là nhỏ. Con sẽ cần sự cảm thụ, cần kinh nghiệm. Từ từ, thời gian, con học hỏi người này, con gặp người kia, người ta chỉ dạy cho con, thì con sẽ từ từ con phát huy và con cứ đẩy mạnh cái sở trường của mình. Nha con nha. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Võ Hà Trâm. Và bây giờ là số điểm của các cô giám khảo dành cho con. Xin được mời số điểm từ cô Hà Trâm. 9,5 điểm dành cho Thiên Nga. Xin mời cô Phương Trinh Jolie. 10 điểm dành cho Thiên Nga. Số điểm từ chú Nguyên Vũ sẽ được giữ lại cho đến cuối vòng thi. Xin cảm ơn Thiên Nga và cảm ơn quý vị.